Những đổi thay sau 10 năm, Quảng Ninh giờ đây đang vươn mình và thực sự trở thành nơi đáng sống. Điều đó cho thấy, ngoài sự đổi thay nhanh chóng về cơ sở hạ tầng kinh tế, từ vùng thành thị đến vùng nông thôn, hầu hết các dự án đã và đang triển khai, ngay lập tức phát huy hiệu quả. Có được sự thay đổi kỳ diệu trên, trước hết phải khẳng định, Quảng Ninh đã có nhiều cách làm sáng tạo. Trong cách làm đó, phải nói tới sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh trong mỗi thời kỳ. Cùng với nhiều nghị quyết được triển khai, Nghị quyết 01 về xây dựng nông thôn mới là một minh chứng khẳng định cách làm mới đầy sức sáng tạo, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ vai trò Đảng khơi nguồn, dân thổi lửa và mang lại nhiều thành tựu to lớn. Bức tranh toàn cảnh về các vùng quê của Quảng Ninh khi chưa có Nghị quyết 01 là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ phân tán. Năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng nhiều mặt hàng thấp, công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề phát triển chậm, chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn. Đặc biệt, các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh sản xuất hàng hóa, nông nghiệp và nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn yếu kém, môi trường ngày càng ô nhiễm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn. Lý giải cho những khó khăn thời kỳ đó thì có rất nhiều yếu tố, nguyên nhân, trong đó có cả khách quan và chủ quan. Về mặt khách quan, Quảng Ninh đã rất nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp. Hàng năm tỉnh đã bố trí một nguồn kinh phí đáng kể để các địa phương hỗ trợ sản xuất. Các mô hình phát triển kinh tế được triển khai trên diện rộng và cơ sở hạ tầng được đầu tư, vân vân. Tuy nhiên những nỗ lực đó lại chưa thực sự phát huy hiệu quả, vì qua thực tế, việc đầu tư từ nhà nước chưa được trọng tâm, trọng điểm, công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, trình độ đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhất là ở những địa phương khó khăn, còn nhiều bất cập. Người nông dân ý thức còn trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước và không tự mình vươn lên. Là một xã đặc thù, Quảng Đức đã được sự đầu tư rất nhiều của chương trình, dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất từ trung ương, tỉnh và huyện Hải Hà. Nhưng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn khó khăn chồng chất khó khăn. Theo nghị quyết của Đảng bộ xã đã triển khai, hàng tuần hay hàng tháng, cán bộ xã đều phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ xã phụ trách địa bàn, phải đến tận các hộ gia đình, tuyên truyền vận động người dân, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng vật nuôi. Nhưng hình ảnh về khu ruộng trồng ngô này cũng chỉ là một trong rất nhiều khu ruộng ngô khác của người dân xã Quảng Đức được trồng đúng vụ. Vào đầu vụ, những cây ngô này đều được người dân trồng thẳng hàng, rõ luống. Và theo thời gian, ruộng ngô này đã đến lúc thu hoạch. Tuy nhiên, nhìn những cây ngô ẻo uột và bất cứ ai đứng ở xa vườn ngô đó một chút, có lẽ khó có thể phân biệt được đâu là cây ngô, đâu là cây cỏ, cũng đủ cho thấy với cách canh tác của người dân kiểu này, chắc hẳn cái nghèo là đương nhiên. Có những cái chính sách, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sáng tổ chức xuống các thôn bản tổ chức tuyên truyền, đặc biệt là những mở những cái lớp, trang bị những cái kỹ thuật, rồi về công tác chăn nuôi bò, chăn nuôi gia súc, rồi phát triển kinh tế gia đình thì cũng hàng năm cũng tổ chức những cái lớp đó. Nhưng biết có nghe được hay không, có hiểu được không? Không chỉ người dân ở những địa phương khó khăn
vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc sinh sống, mà kể cả ngay những người dân ở một địa phương trọng điểm nông nghiệp của tỉnh là thị xã Đông Triều cũng không nằm ngoài những khó khăn đó. Người nông dân cần cù lao động, cuộc sống vẫn hết sức khó khăn. Nhiều mảnh ruộng thời kỳ đó được huyện Đông Triều và nay là thị xã Đông Triều hỗ trợ mô hình kinh tế. Nhưng cứ được hỗ trợ thì người dân làm, và hết hỗ trợ thì dù mô hình đó có tốt đến mấy, vụ sau người dân cũng lại bỏ hoang ruộng vườn. Như một làn gió mới lan tỏa khắp các vùng nông thôn của cả nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng, bởi ngay khi có quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh kịp thời ra nghị quyết số 01 NQTU. Đây là nghị quyết đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015. Về quan điểm của nghị quyết, đây là nhiệm vụ trọng yếu của hệ thống chính trị và toàn xã hội, là cuộc vận động trên tất cả các lĩnh vực. Chủ thể chính xây dựng nông thôn mới là nông hộ. Xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư. Vì vậy, mọi việc phải được dân biết, dân bàn, dân làm và dân được hưởng thụ, vân vân. Về mục tiêu của nghị quyết, xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế gắn với các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ, gắn xây dựng nông thôn mới với đô thị theo quy hoạch, vân vân. Cái dân số sống ở vùng nông nghiệp chiếm khoảng 50% cái dân số của tỉnh. Và cái bộ phận này là một cái bộ phận gặp rất nhiều khó khăn, hay còn nói một cái từ đó là hơi yếu thế trong xã hội. Đời sống khó khăn, cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết bị về kỹ thuật, thế rồi các cái điều kiện về vấn đề xã hội là cũng rất là thấp. Vì thế mà Quảng Ninh xác định là đây là một cái khâu mà tỉnh Quảng Ninh cần phải có cái đầu tư. Chính vì thế mà xây dựng thôn mới là tiến hành đầu tiên trong cái nhiệm kỳ, và đây là nghị quyết đầu tiên của nhiệm kỳ đại hội. Và với một cái tinh thần là không làm điểm mà làm đồng loạt trên 125 xã. Với một cái phương châm là trong cái giai đoạn ngắn 5 năm thì chuyển dịch cơ bản về cái nông thôn, nông dân và nông nghiệp của cái vùng nông thôn, mà đặc biệt là các cái vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng dân tộc ít người, thì được cải thiện một cách rất là đáng kể. Để ra được một nghị quyết đã khó, thì việc làm thế nào để nghị quyết đi vào cuộc sống còn khó khăn hơn bội phần. Vì lẽ, Quảng Ninh là địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đồng loạt ở tất cả các xã, trong khi không ít xã, các tiêu chí chỉ tiêu đi từ con số 0. Trên quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, ngay khi có nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quảng Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp do đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp làm trưởng ban chỉ đạo, và thành lập Ban xây dựng nông thôn mới chuyên trách cấp tỉnh, tương đương cấp sở. Ở cơ sở thành lập Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện để triển khai các nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã, Ban phát triển thôn. Từ việc thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể, do vậy, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các cấp, các ngành, các địa phương, vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được phát huy nên đã tạo sự chuyển biến khá rõ nét về tinh thần chủ động, sáng tạo, đem lại kết quả tích cực khá toàn diện trên các mặt công tác. Với cách làm đó, hết năm 2011, mục tiêu đầu tiên của Nghị quyết 01 đề ra đã được hoàn thành. Đó là 100% số xã đã được phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới. Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Từ việc quy hoạch bài bản, diện mạo nông thôn được đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn, công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, các công trình hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, đã và đang phục vụ ngày một tốt hơn cho việc sản xuất và sinh hoạt cho người dân ở nông thôn. Nhất là ở các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc sinh sống. Hôm đó chúng tôi có đặc biệt ấn tượng với đồng chí Phạm Minh Chính, đã trực tiếp xuống các hộ dân để nói chuyện với bà con nhân dân. Sau đó là đồng chí Phạm Minh Chính, ông Bí thư tỉnh ủy thời kỳ đó, đã tập hợp các bà con nhân dân và các đồng chí ở trong đoàn của tỉnh ra vườn của bà con để
trực tiếp chỉ dạy cho bà con cách thức xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, từ đó tạo động lực cho bà con nhân dân ở xóm là vươn lên thoát nghèo. Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, cộng với phong cách lãnh đạo nhiệt huyết, trách nhiệm, nhiều địa phương có xuất phát điểm thấp nhưng đã có nỗ lực không ngừng và đạt kết quả ghi nhận như xã Thanh Lâm, Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, xã Tình Húc, Húc Động, huyện Bình Liêu là các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, song đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thị xã Đông Triều là địa phương đầu tiên khu vực miền Bắc đạt chuẩn nông thôn mới từ đầu năm 2014. Đặc biệt hơn, đó là Cô Tô là huyện đảo rất khó khăn về giao thông, điện, song đã lại là huyện đảo đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Theo đó, hầu hết mục tiêu chính của Nghị quyết 01 trong giai đoạn 1 của chương trình xây dựng nông thôn mới, Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành phát triển về lượng. Cái đời sống người dân phải coi là số 1 thì Quảng Ninh làm được điều này. Một cái vấn đề thứ hai chúng tôi đánh giá Quảng Ninh nữa rất sáng tạo trong cách làm. Một là càng khó càng tập trung. Chính vì thế đây, Quảng Ninh lại có cái huyện đầu tiên nông thôn mới là chỗ Đông Triều chứ. Chúng ta lại có huyện đảo Cô Tô cũng một huyện đầu tiên nông thôn mới của toàn quốc ý. Rất sáng tạo. Cùng với đó hiện nay là xã điểm, đúng không? Xã điểm đang bước một cái bước nữa là từ khi mà hoàn thành 19 tiêu chí thì nâng lên, đúng không ạ? Nâng lên bước điểm. Đây chúng tôi cho rằng cách làm rất là sáng tạo của Quảng Ninh. Chính vì thế đánh giá khái quát lại chúng tôi cho rằng Quảng Ninh với cái cách làm sáng tạo, với cái cách làm quyết tâm, với cái sự vào cuộc đồng bộ, chúng ta đã tổng huy động được nguồn lực xã hội, bao gồm cả vật chất, bao gồm cả tinh thần, bao gồm cả khát vọng. Bước vào giai đoạn 2016-2020, từ Nghị quyết 01, Quảng Ninh vẫn nhất quán quan điểm lấy mục tiêu phát triển về lượng làm trọng tâm và lấy phát triển về chất làm then chốt. Tuy nhiên, việc phát triển về chất lại vẫn gặp phải không ít khó khăn, thách thức do nhiều yếu tố. Và đây chỉ là một trong nhiều yếu tố tác động được lấy làm ví dụ cụ thể. Đó là ngay năm đầu tiên khi bước vào triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho chương trình năm 2010 là 1.200 tỷ, thì đến năm 2013 chỉ còn 300 tỷ. Và càng về những năm về sau, số tiền hỗ trợ từ nguồn đầu tư từ nhà nước cho xây dựng nông thôn mới để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí càng giảm rõ rệt. Trong khi các chỉ tiêu, tiêu chí về sau phải cần có một nguồn kinh phí lớn. Trong đó có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Nhưng với quyết tâm hành động, cộng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều giải pháp phù hợp, sát thực tiễn được triển khai hết sức bài bản, sáng tạo, riêng có của Quảng Ninh. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Quảng Ninh đã hoàn thiện lại hệ thống văn bản pháp lý cho cả giai đoạn 2016-2020, kiện toàn bộ máy mới, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, tập trung chuyển đổi nhận thức cho cán bộ, người dân, đảm bảo bám sát quan điểm chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới, chuyển hướng từ lượng sang chất. Xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí, chỉ tiêu của đồng bằng sông Hồng, tiến tới xây dựng nông thôn ở mức độ cao hơn. Đó là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Người nông dân là chủ thể, trực tiếp thực hiện và được thụ hưởng. Đầu tư của doanh nghiệp là động lực, nhà nước giữ vai trò định hướng, hỗ trợ. Mặt khác, trong quá trình xây dựng nông thôn mới phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thông qua các nghị quyết về cơ chế chính sách, phân bổ nguồn lực phục vụ chương trình đến năm 2020, từ chính sách hỗ trợ lãi suất, phát triển khoa học công nghệ, phát triển hàng hóa tập trung, phát triển cụm công nghiệp. Đồng thời, ngay đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đưa ra quyết định về việc phê duyệt đề án nhiệm vụ và các giải pháp đưa các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 1-3 năm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quảng Ninh đã tập trung bố trí nguồn lực cho thực hiện đề án 196 để đến hết năm 2020, tất cả 22 xã, 11 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa nội dung các nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ban hành kế hoạch, phân bổ nguồn lực, hoàn thiện và bổ sung nhiều văn bản, cơ chế chính sách, quy định riêng cho chương trình. Đặc biệt, trong quá trình triển khai chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, Quảng Ninh đã kịp thời đúc rút kinh nghiệm và phê duyệt đề án chương trình mỗi xã phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020. Với mục tiêu trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh,
để phát triển sản xuất tập trung quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa, nông nghiệp và phi nông nghiệp. Nghị quyết đúng và trúng đã không chỉ tạo cho mỗi cán bộ đảng viên mà ngay cả người dân có bước chuyển rõ nét về tư duy. Trong thành quả đã đạt được về xây dựng nông thôn mới, tính đến thời điểm hiện tại, ngoài 421 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, trong đó có 196 sản phẩm đạt sao, bao gồm 8 sản phẩm 5 sao, 62 sản phẩm 4 sao và 126 sản phẩm 3 sao. Quảng Ninh tiếp tục tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất, sản phẩm theo hướng tập trung cho 12 sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và 6 sản phẩm định hướng quốc gia cùng các sản phẩm thế mạnh của từng địa phương. Niềm vui, nhân bội niềm vui được thể hiện ngay tại hội chợ OCOP khu vực phía Bắc Quảng Ninh 2019, được tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Trong 5 ngày diễn ra hội chợ, các sản phẩm do chính người nông dân làm ra đã mang lại doanh thu bán hàng đạt 8,7 tỷ đồng, doanh thu trung bình mỗi ngày đạt 1,74 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hàng hóa các gian hàng trong tỉnh đạt gần 4,87 tỷ đồng, chiếm 56% tổng doanh thu. Ngày hôm qua là tôi cũng bán được hơn 40 triệu tiền hàng, như ngày hôm qua đấy. Thì tôi nghĩ là cứ mỗi một lần mà bán được như thế này, tôi nghĩ càng ngày càng phát huy. Mà cái này làm nói thật là cái làm thêm tăng thêm động lực. Lần đầu tiên vô một cái hội chợ như thế này thì rất là ngạc nhiên, rất là thích thú và sản phẩm rất là tốt. Thậm chí là đây là tôi mua rất nhiều sản phẩm không có hóa chất, không có ươm ướp, không có gì, là uống rất là tốt. Và một cái đánh giá rất là cao đối với cái hội chợ như ngày hôm nay. Rất xin trân trọng cảm ơn tỉnh Quảng Ninh và ban tổ chức hội chợ này đã mang lại cái cơ hội để mà kết nối những giao lưu. Chắc chắn rằng là khi về lại thì Canada sẽ quảng bá những sản phẩm này, tại vì bản thân tôi cũng có rất là nhiều nhà hàng ở bên đấy. Từ chương trình OCOP của Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lấy làm điểm sáng để nhân rộng tới các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngày 7 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã chính thức phê duyệt chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 OCOP, là chương trình quốc gia do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng ban chỉ đạo. Ngoài ra, cũng từ hiệu ứng lan tỏa của các kỳ hội chợ, hội chợ OCOP khu vực phía Bắc Quảng Ninh 2019 được Bộ Công Thương phê duyệt là đề án thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2019. Biến những thách thức thành cơ hội, Nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh được cất cánh từ các giải pháp đồng bộ và cách làm sáng tạo, nên ngay lập tức phát huy, tạo thay đổi nhận thức của đa số cán bộ và người dân từ trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước sang tự chủ thực hiện. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi. Chẳng hạn như chúng tôi có hai xã Hải Sơn, Bắc Sơn là hai xã miền núi biên giới 100% đồng bào dân tộc mà là sắp 13 năm. Thế và khi triển khai thì có tới 50% số hộ phải xóa nhà tạm và 100% các hộ là không có nhà vệ sinh. Đây là cái công việc bắt buộc phải hoàn thành thì mới có thể đạt nông thôn mới được. Thế thì chúng tôi sau khi bàn bạc, thế và chúng tôi đã ban hành cái cơ chế là hỗ trợ 25 triệu một hộ để xây dựng nhà mới và 3,5 triệu một hộ xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm. Thế và các hộ dân đã bỏ đối ứng ra, có hộ đã đối ứng bỏ hàng trăm triệu rồi để xây dựng nhà mới, thế và tới 10 triệu để xây dựng nhà vệ sinh. Thế và đến nay thì 100% số hộ đã được xóa nhà tạm và tất cả các hộ đều xây dựng xong nhà vệ sinh, nhà tắm. Hội tụ trí tuệ, lan tỏa lợi ích, sự sáng tạo trong việc đưa nghị quyết đi vào cuộc sống đã trở nên hiện thực. Việc làm đó cho thấy, đến hết tháng 10 năm 2019, Quảng Ninh đã có 5 địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là thị xã Đông Triều, huyện đảo Cô Tô, thành phố Móng Cái, thành phố Cẩm Phả, thành phố Mỹ. Đặc biệt, ngay khi được lấy làm điểm cho việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các hộ dân trên địa bàn xã Việt Dân, thị xã Đông Triều đã chủ động đầu tư cải tạo vườn thành vườn mẫu, chỉnh trang nhà cửa và tiếp tục hiến đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm. Thậm chí có không ít hộ dân còn tự mình bỏ tiền mua cây để trồng trên các trục đường thôn. Để rồi, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều giờ đây đã trở thành đơn vị cấp xã đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu. Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể thì nhận các tuyến đường ở trồng hoa cây cảnh cũng như chăm sóc ở các cái tuyến đường ở các thôn, và mỗi đoàn thể
thì mỗi ban tác mặt trận, mỗi chi hội đoàn thể nhận từ 7 đến 10 hộ đối với các thôn để sắp xếp gọn gàng đồ đạc ngăn nắp để vận động nhân dân thực hiện các cái nội dung tiêu chí. Nghị quyết đúng và trúng, hòa quyện cùng lòng dân. Chương trình giai đoạn 2011-2019 tỉnh Quảng Ninh đạt trên 120.000 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách nhà nước là trên 13.000 tỷ đồng, chiếm 11%, từ nguồn vốn tín dụng trên 89.000 tỷ đồng, chiếm 73,83%, từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế là trên 2.000 tỷ đồng, chiếm 1,72%, từ cộng đồng dân cư là trên 15.000 tỷ đồng, chiếm 12,9%, huy động khác là gần 1.000 tỷ đồng, chiếm 0,66%. Dù đã giảm từ đầu tư của nhà nước, nhưng cái được lại mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều, đó là kinh tế và tổ chức sản xuất có bước phát triển rõ nét. Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ cấu mùa vụ chuyển dịch theo hướng vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm có lợi thế của tỉnh, định hướng phát triển rõ vùng sản xuất, rõ sản phẩm nên sản xuất nhỏ lẻ đã dần được thay thế bởi các vùng sản xuất tập trung ngày một tăng và ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Một số dự án với quy mô lớn đến liên kết trong sản xuất đã tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Chúng tôi đây một năm chúng tôi được vài trăm triệu đấy, mà thu do cái vườn đồi đặc thù của cái cây na ở khu vực Na Dài Đông Triều này. Thế bây giờ cộng với tất cả những nhãn mác rồi cũng như là cái tem mác này thì bây giờ chúng tôi tăng lên rất dễ bán và cũng là rất là được giá ở trong cái quả Na Dài. Bỏ lại đằng sau những vất vả, cuộc sống ấm no, tràn đầy hạnh phúc của nông dân ngày càng đơm đầy. Và cái được lớn hơn sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới. Trước hết là sự chuyển biến, thay đổi nhận thức sâu sắc của cán bộ đảng viên, toàn xã hội, của người dân về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Người nông dân Quảng Ninh giờ đây thực sự là tiềm năng thế mạnh, có một vị thế quan trọng trong sự phát triển của Quảng Ninh. Hình ảnh về những khu ruộng trù phú với đủ loại cây trái tạo thành sản phẩm hàng hóa ngày càng nhiều ở hầu hết các vùng nông thôn của Quảng Ninh. Đây không chỉ khẳng định cho một nghị quyết hợp với ý đảng, lòng dân mà người nông dân giờ đây đã có bước tiến dài về tư duy kinh tế để trở thành những nông dân làm chủ khoa học kỹ thuật, tiếp cận với tri thức mới về khoa học công nghệ và những cơ hội thách thức của quá trình toàn cầu hóa, của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của biến đổi khí hậu. Con tôi cũng đã lựa chọn và học vào trường Học viện Nông nghiệp 1 Hà Nội. Sau khi học xong thì các con tôi trở lại quê hương tham gia sản xuất kinh doanh cùng với hợp tác xã. Khi mà hợp tác xã mà có hai đứa con tôi có trình độ về làm giúp thì hợp tác xã chúng tôi sản xuất kinh doanh được tốt hơn. Khởi đầu trong một chặng đường dài, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. Những thách thức ban đầu nay trở thành cơ hội, kinh tế nông nghiệp có sự tăng trưởng ổn định, công nghiệp và dịch vụ nông thôn phát triển nhanh và đa dạng. Trong giai đoạn 2011-2019, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh bình quân đạt 3,2%. Giai đoạn 2016-2020 bình quân đạt 3% và có xu hướng ổn định. Sản xuất nông nghiệp ổn định theo đúng chủ trương tái cơ cấu ngành. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn dự kiến năm 2019 đạt 41,1 triệu đồng trên năm, tăng 3,74 lần so với năm 2010. Và năm 2010 mới chỉ đạt 10,98 triệu đồng một người một năm. Chất lượng đời sống văn hóa của người dân tiếp tục được nâng cao. Nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển. Nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các lễ hội truyền thống được phục hồi, phát triển. Nhiều địa phương đã phát triển các hoạt động du lịch, tạo nguồn thu nhập cho người dân. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh được chú trọng đầu tư, đáp ứng nhu cầu giao lưu, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân. Hệ thống trường học ngày càng khang trang hơn, đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, chuẩn hóa về đội ngũ giáo viên và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống tuyến y tế đến nay 100% xã đạt chuẩn về trạm y tế, trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ,
nên đã thực hiện tốt vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Môi trường nông thôn đã có chuyển biến đáng kể. Nhiều vùng nông thôn đã xây dựng và hình thành mô hình cảnh quan xanh sạch đẹp, nhất là các mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đang ngày càng lan tỏa. Tôi cho rằng cách làm của Quảng Ninh rất là chủ động và sáng tạo. Và cái điều quan trọng hơn ý, từ chủ động sáng tạo đó thì lại có kết quả. Tôi cho rằng đây cũng là một cái điển hình mà có thể các địa phương cần học tập. Để nghị quyết 01 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả và tiến những bước tiến dài hơn, Quảng Ninh đã đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Về cấp tỉnh, tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Về cấp huyện, có thêm 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt 100% số đơn vị cấp huyện. Về cấp xã, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao, khu vực đồng bằng sông Hồng là 40%, và có ít nhất 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, khu vực đồng bằng sông Hồng là 10%. Về cấp thôn, 70% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Các công trình hạ tầng thiết yếu, giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế đảm bảo đồng bộ, hiện đại, liên thông và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến năm 2025 tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020. Niềm tin khơi dậy trong lòng dân là quyết tâm, hành động. Và quyết tâm đó, hành động đó là sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân đã và đang ngày đơm hoa kết trái. Quảng Ninh phải bứt phá hơn nữa. Một là sẽ đi tiên phong trong toàn quốc về xây dựng làm sao khu vực nông thôn của chúng ta có ba cái đích. Một, người nông dân phải tiến tới giàu có, chứ không còn phải là bình thường như bây giờ nữa. Thứ hai, chúng ta phải xây dựng một cái vùng nông thôn giàu bản sắc văn hóa, đẹp về cảnh quan, xứng đáng là một vùng quê đáng sống. Và thứ ba, mục tiêu chúng ta phải xây dựng một cái giai cấp nông dân hoàn toàn làm chủ cái kinh tế nông thôn, đúng không ạ? Xác định vị thế của người dân thông qua cái phong trào sản xuất ô cốp, lên giám đốc hợp tác xã, lên giám đốc doanh nghiệp nông nghiệp. Đây là nguyện vọng để làm sao khẳng định vị thế của người nông dân. Bây giờ không còn phải là người làm ruộng mà là một người quản trị nông nghiệp, quản trị nông thôn trong một bức tranh phát triển chung của tỉnh. Mà có làm được không? Khó nhưng mà làm được. Và tin tưởng Quảng Ninh với khát vọng như vậy là làm được. Trên chặng đường tiếp theo, sự khởi nguồn tốt đẹp từ một nghị quyết đã đưa vị thế của Quảng Ninh bước trên một tầm cao mới, tầm cao của trí tuệ đổi mới. Sự đổi thay mạnh mẽ ở các vùng nông thôn của Quảng Ninh về cơ sở hạ tầng, đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội ngày một phát triển. Người nông dân giờ đây đã có một tư duy mới trong nhận thức và hành động. Họ tự mình vươn lên, gắn bó và làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh sống, góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng đẹp giàu, vững bước trên con đường hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.